Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục cùng các bạn ôn luyện cách làm đề thi TOEIC sao cho hiệu quả. Và chúng ta ngày hôm nay sẽ phân tích câu số 3 trong đề thi TOEIC số 1 để giúp các bạn làm phần 1 một cách hiệu quả nhất, trả lời được các bức tranh và đạt điểm tối đa của phần 1 là 6/6. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn học bằng trường hợp cụ thể, đó là câu số 3. Các bạn cùng nhìn lên màn hình để nhìn xem bức tranh mà chúng ta có trong câu số 3 là gì nhé. Trong đề thi TOEIC phần 1 thì các bạn sẽ được cung cấp những bức tranh tương tự giống các bạn đang nhìn thấy bây giờ. Và họ sẽ nêu ra 4 đáp án. Nhiệm vụ các bạn là phải chọn ra đáp án mô tả chính xác nhất bức tranh mà các bạn nhìn thấy. Và mẹo làm rất là đơn giản. Bước đầu tiên là khi nhìn thấy bức tranh, các bạn cần phải đưa ra những dự đoán xem là bức tranh đó có thể được mô tả như thế nào. Để khi nghe tới đáp án chính xác, các bạn sẽ biết luôn đáp án chính xác là gì và khoanh ngay lập tức. Ví dụ như trong bức tranh mà các bạn đang nhìn thấy, thì các bạn có thể đoán bối cảnh là ở trong thư viện, đúng không ạ? Và khi các bạn đoán cái gì là đầu, các bạn phải hiện ra cái từ vựng đấy. Ví dụ như là thư viện là library, là trong đầu mình phải có. Again, library. Và trong cái ngữ cảnh này thì mình nhìn thấy hai người. Thì mình có thể dự đoán là câu mô tả có thể là có hai người đang ở trong thư viện. There are two people in the library, chẳng hạn. Đây có thể là một đáp án đúng, nhưng đấy chỉ là dự đoán thôi. Ngoài ra thì trong thư viện mình nhìn thấy có một người đàn ông và một người phụ nữ, đúng không ạ? Một người đàn ông thì đang đọc sách, thì người ta cũng có thể mô tả là the man is reading a book, cũng là một cái câu mô tả đúng trong cái trường hợp này. Thì các bạn chú ý và mình đưa ra những dự đoán. Tuy nhiên khi dự đoán là các bạn phải có ít nhất là các từ hoặc cụm từ. Ví dụ là người đàn ông là the man, hay đọc là read, chuyển sang dạng Anh là reading a book, một quyển sách. Thì khi mà người ta nói đúng cái đáp án mà các bạn nhận định thì mình sẽ khoanh luôn, bởi vì đấy chắc chắn sẽ là đáp án đúng. Chứ ngoài người đàn ông ra thì còn có một người phụ nữ khác mà các bạn có thể nhìn thấy. Và có phải là chị này hình như là đang ngồi đánh máy, đúng không ạ? Thì mình phải có những cái từ để dự đoán. Động từ đánh máy sẽ là type. Again, type. Người phụ nữ đang đánh máy có thể là the woman is typing. Và thông thường như kinh nghiệm của mình mà làm nhiều đề thì mình sẽ có thể đoán luôn câu đáp án ở đây là gì khi nhìn thấy cái bức tranh này. Và sau đấy thì chỉ cần đáp án ra đúng thôi là mình sẽ chọn luôn. Và ví dụ với người phụ nữ thì người ta hoàn toàn có thể mô tả là the woman is typing on a keyboard. Vì đây là một cái câu đáp án rất là thường xuyên và phổ biến trong đề thi TOEIC. Thì khi có những nhận định như vậy thì các bạn tiếp tục, các bạn đưa ra nhận định tiếp. Sau đó nghe các câu đáp án để chọn xem đáp án đúng là gì, sẽ giúp các bạn làm đề thi phần này hiệu quả hơn rất nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe lại lần lượt các đáp án A, B, C, D để cùng học và phân tích. Đầu tiên với đáp án A. A. The man is turning on a light. Câu vừa rồi là the man is turning on a light. Là người đàn ông đang bật cái đèn lên. Hiển nhiên đây không phải là đáp án đúng của bài, nên khi nghe thấy câu vừa rồi, các bạn sẽ lướt qua ngay lập tức để đến và chú tâm ngay câu tiếp theo để tìm đáp án đúng. Tuy nhiên trong bài thì mình sẽ phân tích kỹ để biết đâu đây lại là một đáp án đúng của một bài khác mà các bạn được thi thì sao. Và các cụm từ chính ở đây là người đàn ông, the man. Đây là chủ ngữ rất là phổ biến trong thi TOEIC, các bạn chú ý nhé. The man, bật cái gì lên, turn on. Và được dùng ở dạng tiếp diễn là turning on. Again, turning on. Một cái bóng đèn. A light. One more time. A light. Very good. Và cả câu của chúng ta là the man is turning on a light. One more time. The man is turning on a light. Very good. Và tiếp tục đáp án B trong bài là B. The man is giving the woman a book. Câu vừa rồi các bạn được nghe là the man is giving the woman a book. Là người đàn ông đang đưa cho người phụ nữ một cuốn sách. Thì câu này cũng không phải là đáp án đúng, nên là nghe được mình lướt ngay lập tức. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ cùng học các cụm từ chính. Người đàn ông là the man. Again, the man. Động từ chính ở đây đưa cho, mình giống give. Give. Dạng Anh đang đưa cho, giving. Giving. Đưa cho người phụ nữ, the woman. Again, the woman. Một cuốn sách, a book. Again, a book. Và cả câu của chúng ta là the man is giving the woman a book. Đây có thể không phải là đáp án đúng trong bài này, nhưng các bạn chú ý đây hoàn toàn có thể là đáp án chính xác của một bức tranh khác
trong đề thi khác. Vậy nên các bạn hãy chú ý là mình sẽ học tất cả cả bốn đáp án A, B, C, D thật kỹ để củng cố vốn từ vựng và ngữ pháp nhé. Mình cùng nói lại câu vừa rồi là The man is giving the woman a book. Very good. Và tiếp tục đáp án C trong bài là C. The woman is posting signs on a wall. Vừa rồi họ có nói là The woman is posting signs on a wall. Có nghĩa là một người phụ nữ đang treo cái biển báo hoặc là dán cái biển báo lên trên một bức tường. Tuy nhiên đây không phải là câu mô tả chính xác nên nó là đáp án sai. Và các bạn đã thấy là đáp án A, B, C đều sai thì chắc chắn đáp án đúng sẽ là đáp án D. Lát nữa chúng ta sẽ cùng kiểm chứng nhé. Và câu vừa rồi mặc dù đáp án sai nhưng có rất nhiều cụm từ và động từ cần phải học để giúp các bạn luyện nghe những bài sau hiệu quả hơn. Nên chúng ta cùng điểm qua. Người phụ nữ là the woman. Again, the woman. Động từ chính ở đây là dán, up lên, post. Post. Rất là nhiều bạn ở Việt Nam hay nói là post bài, post hình. Nhưng cái từ này không được phát âm như vậy các bạn chú ý nhé. Mình phát âm chuẩn là post. Và đang up, đang dán lên là posting. Again, posting. Very good. Và cái từ danh từ chỉ biển báo hoặc là thông báo mình có thể dùng là sign. Sign. Từ này có rất nhiều nghĩa khác nhau nhưng trong trường hợp này có nghĩa là thông báo hoặc là biển báo. Và các bạn chú ý nó được dùng ở dạng số nhiều là size. Z ở quận size. Người phụ nữ đang up hoặc là đang dán hoặc là đang treo hoặc là đưa cái biển báo lên thì có thể dùng là The woman is posting signs lên trên tường. On a wall. Bức tường là wall. Treo lên trên nên mình dùng là on a wall. Very good. Và cả câu vừa rồi là The woman is posting signs on a wall. Câu vừa rồi không phải là đáp án đúng nhưng các bạn nhớ ghi nhớ các từ vựng để mình làm các đề thi khác một cách hiệu quả hơn nhé. Và đáp án cuối cùng trong bài là D. The woman is typing on a keyboard. Câu vừa rồi là The woman is typing on a keyboard. Là người phụ nữ đang gõ máy ở trên bàn phím, đúng không ạ? Và câu vừa rồi thì chính xác là câu mô tả người phụ nữ ở trong bức tranh mà chúng ta nhìn thấy cũng đúng giống như chúng ta đã dự đoán ở đoạn ban đầu. Nên đây là đáp án đúng, các bạn hãy khoanh ngay đáp án này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ học một số cụm từ ở trong bài để các bạn có thể ghi nhớ từ vựng. Người phụ nữ vẫn là the woman. Very good, again, the woman. Và động từ đánh máy, các bạn hãy nhớ những từ này dùng rất nhiều và rất là phổ biến trong đề thi TOEIC. Type, again, type. Dạng tiếp diễn, typing, again, typing. Và cái từ chỉ bàn phím, các bạn nhớ nữa, keyboard. Keyboard, trên bàn phím, on a keyboard. Very good. Và cả câu của chúng ta là The woman is typing on a keyboard. Người phụ nữ đang đánh máy ở trên bàn phím. Again, the woman is typing on a keyboard. Very good. Number 3. Look at the picture marked number 3 in your test book. A. The man is turning on a light. B. The man is giving the woman a book. C. The woman is posting signs on a wall. D. The woman is typing on a keyboard. Vừa rồi sau khi nghe lại cả 4 đáp án A, B, C, D của câu số 3, chắc hẳn các bạn đã nghe rõ hơn rất nhiều rồi đúng không ạ? Các bạn hãy chú ý là mình vừa ôn luyện thi nhưng cũng củng cố từ vựng ngữ pháp của mình một cách chắc chắn để mình không thì chỉ là thi chứng chỉ được điểm cao mà các bạn còn tăng toàn bộ cả khả năng giao tiếp và nghe nói của mình nhé. Và các bạn hãy chú ý là toàn bộ những tài liệu học, file PDF, đề thi, đáp án và phần file nghe đã được gắn ở phía dưới phần mô tả. Các bạn có thể chủ động lấy ở phần bên dưới để tiện cho việc học cũng như việc mình giảng dạy TOEIC cho học viên của mình nhé. Và đừng quên nếu thấy kênh này hữu ích thì hãy nhớ ấn đăng ký và ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo về những bài học mới nhất sắp ra. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Goodbye, see you next time.